Dạ vâng, Trung tâm Điện tử Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Trong video hôm nay, Điện tử Cao Phong sẽ quay nội ngoại thất của những con đẩy Audio Center, hàng đẩy bãi xịn của Tây Ban Nha. Model là VA801, có màn hình báo nhiệt độ cho hai kênh này các bác này. Đó, khi các bác tắt nguồn này, đó, tắt nguồn đi này, và các bác bật nguồn lên này, nó sẽ có chữ là Welcome Audio Center VA801. Đó, hiển thị rõ model luôn và báo nhiệt độ hai kênh đang chơi ở chế độ stereo. Nếu các bác chơi chế độ nào gạt ở phía sau, ví dụ đánh súp ấy, thì nó đồng thời nó chuyển chữ stereo sang cái chế độ đấy, tức là nó báo cái chế độ các bác đang chơi. Audio Center VA801 các bác nhá. Màn hình này là màn hình LCD rất là sắc nét và đẹp. Hai volume chất áp, hai dàn đèn báo này. Logo Audio Center, công tắc bật tắt nguồn này. Hai bên hai lan cửa sổ làm mát này. Đấy. Hàng tuyển chọn nên là con nào cũng đẹp xuất sắc luôn. Và lưu ý các bác là cái nhiệt độ này, cái đồng hồ nhiệt độ này nếu là hàng chuẩn xịn nó có thể chênh nhau 1 2 3 4 độ là bình thường, nhưng không được phép chênh nhau nhiều quá, ví dụ như là 10 độ hay 15 độ là không được. Đấy, còn chênh nhau 2 3 4 độ là bình thường. Đấy là lưu ý các bác nhá. Nhiều khi các bác hiểu, nhưng nhiều khi là các bác vẫn chưa hiểu là không phải là nó cứ phải chuẩn là như nhau, bởi vì cái quạt gió nó hơi bẩn lệch nhau, nó cũng có thể là nhiệt độ nó khác nhau một chút. Đấy là lưu ý các bác một chút thôi. Còn chỉ chênh nhau vài độ là được, nhưng mà chênh nhau 5, 10, 15 độ là không được. Đấy, còn đây này, các bác nhìn là tất cả một lô này em tuyển chọn cực kỳ là kỹ, nên hàng là tuyển chọn kỹ càng. Máy zin tuyệt đối, bao zin tuyệt đối cho các bác. Con này nó chạy toàn bộ là sò lớn Toshiba và chạy 40 sò, chưa kể các con sò thúc và sò bù áp. Máy của nó tất cả hàng nguyên bản của Outenter là nó phải có một cái tem xanh như này. Đây là tem kiểm định của hãng. Trước khi sản xuất xong là nó sẽ có một cái bộ phận kiểm định. Đấy, kiểm định tất cả là hoàn hảo xong bắt đầu mới đưa ra cho người sử dụng. Nên con nào nguyên bản của nó là phải có một cái tem xanh như này. Đây không phải là tem của ai dán vào mà đây là tem của hãng người ta dán, nên người ta sẽ có cái chữ riêng này, nó là chữ người ta ký rồi. Đấy, chữ bên người nước ngoài người ta ký, của hãng người ta ký. Nên con nào cũng như vậy, nhưng nếu là zin còn mất cái tem này thì nó sẽ là mất độ zin luôn. Đấy, tem của hãng. Và toàn bộ đẩy Outenter thì nó là nguồn đồng 100%. Model nào cũng là nguồn đồng, trừ các bác sửa chữa gì thì các bác mới phải thay vào nguồn nhôm, chứ còn đã là hàng xịn của nó như này là bao cho bác là nguồn đồng 100%. Và nguồn rất là to, nguồn của nó cực kỳ khủng luôn. Con này là size 2U thôi, nhưng mà nó cái nguồn nó to và nguồn đồng nên là cái trọng lượng của nó rất là nặng. Và toàn bộ là máy zin 100%, nên các bác nhìn những con sò này. Đấy, những con sò nó hắn còn nguyên cái keo đổ của nhà sản xuất này. Toàn bộ này là keo của nhà sản xuất này. Đó, nên các bác yên tâm, tem còn nhá. Đấy, tem của hãng xịn, con nào cũng đều như vậy. Và các bác nhìn hắn còn cái tem xanh này. Đấy, con nào còn tem xanh này. Đấy, nên các bác nhìn này. Và con này nó chạy là đặc trưng của dòng Audio Center là nó sử dụng mên vỉ màu đỏ. Đấy, các mã từ 401 đến 6.0, 601, 7.0 và 801 nó đều là màu đỏ như này. Và nó sử dụng chuẩn đúng tụ của hãng Outenter luôn. Đấy, như con những hãng đẩy khác thì người ta có thể là hãng đẩy này người ta sử dụng tụ của hãng đẩy khác, nhưng Audio Center nó là đặc biệt, đặc thù là người ta chỉ sử dụng trên các cái model là tụ xịn của hãng Outenter, nên các bác không bao giờ lo thay tụ nhá. Và đặc biệt là cái lô này em tuyển chọn nó rất là đẹp, nó zin nguyên bản 100%, và một dàn tụ của nó là phẳng tuyệt đối luôn, chạy 8 tụ to. Đấy, tụ xịn của hãng Outenter, con nào tụ cũng phẳng như mặt kính này con này, không có dấu hiệu gì lồi phồng. Đấy, con nào cũng như vậy. Máy toàn bộ là bao zin các bác nhá. Riêng về phần máy, con nào em cũng bao zin các bác tuyệt đối luôn. Này, con nào cũng phẳng đét luôn và zin chạy hoàn hảo. Đấy, con này là lưu ý là nó có màn hình báo nhiệt độ và báo chế độ chơi. Đấy, ví dụ các bác chơi ở stereo thì nó sẽ hiện stereo, mà nếu chơi mono nó sẽ hiện mono. Đấy, khi bật tắt là nó sẽ hiện chữ Welcome to Audio Center và nó hiển thị luôn modem. Đây các bác nhìn này, em bật lại các bác này. Đấy, nó khi bật nguồn khởi nó Audio Center VA801 hiển thị luôn cái modem. Đấy. Nên là con này nó rất là sang, nhìn cái hình thức của nó rất là sang. Chất âm của dòng này thì cực kỳ hay. Công suất là con này là công suất của nó là mỗi kênh là chuẩn đủ nha các bác nhá. Chuẩn đủ, không bao giờ dưới 800W, nó ở một cái ngưỡng chuẩn là từ 800 đến 1000W trên một kênh. Với công suất này thì các bác cứ chơi hai cặp full 40 dòng từ 19 côn 76 ấy. Đấy, còn 40 từ 22 côn 100 thì đánh thì nó hơi 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 bị
mệt. Chứ còn nếu mà các cứ chơi hai cặp full 40 từ 19 cột 76 hoặc là hai cặp 30 ví dụ thế, đấy là công suất đưa ra cho nhà sản xuất, người ta đưa ra là an toàn để các bác sử dụng. Máy bao zin toàn bộ là hàng chất xịn sò, chất âm của dòng AU Center thì nó cực kỳ hay. Riêng đẩy AU Center các bác không phải bàn về chất âm, model nào nó cũng hay, kể cả những con nhỏ như là con 401 nó cũng rất là hay, tiếng nó sạch và hình thức của nó rất là sang. Đấy, đặc thù nhá, các bác nhìn không lẫn vào máy đẩy nó khác. Riêng AU Center các bác chỉ cần lướt qua là các bác biết là con đẩy AU Center ngay. Nên là hàng đẩy AU Center nó có cái đặc thù riêng. Hàng chuẩn xịn sò của AU Center. Đấy, bao zin các bác nhé. Con này có chế độ cắt súp, đây là phía sau này. Đấy, phía sau dây nguồn liền này, đường ra loa bằng rắc xoáy đỏ đen này và rắc new chích này, tức là hai loại, các bác cắm loại nào cũng được. Quạt gió các bác nhìn thấy nó zin đến nỗi là cái quạt gió này nó vẫn còn cái lớp nỉ chắn bụi này. Đấy, lớp nỉ bảo vệ chắn bụi này. Và nó có đường vào đường ra này. Đấy, đường 6 ly và rắc new chích này, bằng rắc canon này. Và các chế độ gạt này, nó có cả chế độ gạt cắt súp cơ nhá. Các nào muốn đánh súp hơi thì các bác có thể gạt sang chế độ cắt súp, còn nếu đánh loa full thì các bác gạt ở chế độ stereo. Đấy, dây nguồn liền. Và kể cả cái phích cắm của nó rất là xịn sò luôn, toàn bộ phích cắm của nó chân bằng đồng hết này. Đấy, chân bằng đồng. Đấy. Hàng xịn của AU Center thì nó phải như thế này. Tiếng của nó cực kỳ hay. Đấy, công suất là 800W, đây là mã khỏe nhất của đẩy AU Center. Nên các bác chơi con này thì nó rất là hay, tiếng hay khỏe. Còn nếu mà chơi 401 thì công suất của nó nhỏ, nhưng 401 thì các bác chỉ chơi được một đôi bát 25 chẳng hạn thôi. Nhưng con này thì các bác có thể chơi được hai cặp 40. Tiếng hay, đẹp, xuất sắc luôn. Một lô hàng tuyển chọn. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Đấy, bây giờ em sẽ bật con em sẽ cho các bác cùng thưởng thức cái chất âm của nó luôn. Chất âm của nó rất là hay, tiếng sạch sẽ. Này, con này em đang đấu dây, đây đang test mộc nhá. Em chạy mỗi con đẩy này không nhá, chưa qua lọc, chưa qua vang gì đâu nhá. Mà chưa qua lọc, chưa qua vang đâu nhá, mà đánh mộc mỗi con đẩy này ra loa nhá, tiếng cực kỳ hay. Đang đánh một đôi loa AU Center này, hả, hai dàn đèn báo này, hai volume chiết áp này. Lưu ý các bác là volume chiết áp này nó có bi nhá, hai volume này có bi này, hả, mà nó có hai dàn đèn báo này, nó nháy rất là đẹp này. Cầu muốn sở hữu con đẩy cao cấp Audio Center VA801 và liên hệ với điện tử Cao Phong, số điện thoại cũng là số Zalo 0772260096. Em xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.